Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 570. Thập vĩ lực lượng, ta có thể bạo hai cái đuôi tới, hai đuôi trạng thái phía dưới, thực lực của ta không sai biệt lắm cùng nhị phẩm thiên đế tương đương. Tinh Diên trịnh trọng hướng về Diệp Thần nói, hai đuôi là ta không bạo tẩu cực hạn, hai đuôi trạng thái ta còn có thể thanh tỉnh, nếu như tiến thêm một bước, bộc phát ba đuôi thậm chí bốn đuôi, ta sẽ triệt để bạo tẩu, địch ta không phân, khả năng còn sẽ công kích ngươi. Nàng đạt được thiên không thú hoàng chúc phúc, kế thừa thập vĩ rất nhiều năng lượng, nhưng những lực lượng này, lấy năng lực của nàng, muốn hoàn toàn phát huy, trước mắt tự nhiên còn làm không được. Tinh Diên đoán chừng, lấy nàng trước mắt tu vi cảnh giới, tại thanh tỉnh trạng thái, bộc phát hai đuôi liền là cực hạn, nhiều một đầu cái đuôi đều sẽ bạo tẩu, lâm vào điên cuồng ngang ngược, đến lúc đó địch ta không phân, rất khả năng biến thành sẽ chỉ giết chóc quái vật. Hai đuôi, nhị phẩm thiên đế sao? Diệp Thần bàn tính một chút, nói, chúng ta thế nhưng là tại Sáng Đạo Cung trên địa bàn, nhị phẩm thiên đế thực lực, khả năng còn có chút không đáng chú ý a. Tinh Diên ánh mắt chớp động, nói, người có biện pháp a. Trong lòng nàng, Diệp Thần là vô địch tồn tại, luôn có thể sáng tạo kỳ tích, dưới mắt tình thế trói buộc, nàng đối Diệp Thần y nguyên ôm lòng tin, nàng tin tưởng Diệp Thần có thể phá cục. Diệp Thần suy nghĩ một trận, trầm ngâm nói, ta có cái mạo hiểm biện pháp, người bắt lấy tay của ta. Tinh Diên nói, cái gì? Nàng sợ Diệp Thần lại sẽ dùng sức mạnh, cướp đi trong cơ thể nàng thập vĩ lực lượng. Diệp Thần nói, nắm lấy tay của ta. Tinh Diên nội tâm âm thầm nói thầm, nhưng vẫn là theo lời bắt lấy Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần hít một hơi, một cái tay khác bóp cái ấn quyết, hô, Huyết Long, ngươi tới. Luân hồi mộ địa chi bên trong, Huyết Long đang nghe Diệp Thần thanh âm về sau, liền lập tức là mở to mắt, hiện thân tới, xoay quanh tại Diệp Thần trên thân thể. Chủ nhân, bằng vào ta trước mắt trạng thái, khả năng không giúp được ngươi a. Huyết Long cảm nhận được phía ngoài nguy cơ, có cường đại thiên đế đang đến gần, tình trạng của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ khó mà trợ lực Diệp Thần. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, cười nói, không có việc gì, ta cho ngươi thôn vệ bát vĩ. Huyết Long cả kinh nói, bát vĩ, hiện tại, ở chỗ này. Nó vẫn luôn nghĩ thôn vệ bát vĩ, nhưng nó cũng biết, bát vĩ tuyệt không phải bình thường, nếu như phóng xuất, rất có thể sẽ bạo tẩu hỏa loạn. Đúng. Diệp Thần trong mắt lộ ra một vòng hung quang, cầm chặt lấy Tinh Diên tay, một cái tay khác hiển hóa ra luân hồi thiên nước tranh cảnh, luân hồi thiên trong nước có hai người tại cư trú, là Thân Hạc cùng kia tiểu cương thi tiểu mộng. Bát vĩ kim ô tước, liền phong ấn tại tiểu mộng trong cơ thể. Tiểu mộng, ta muốn đem trong cơ thể ngươi bát vĩ năng lượng, rút lấy ra, ngươi không cần phải sợ. Bách luyện quy nhất pháp, đi. Diệp Thần phát ra ý chí, cùng tiểu mộng cùng Thân Hạc câu thông một câu về sau, lập tức liền thi triển bách luyện quy nhất pháp, bắt đầu đem tiểu mộng trong cơ thể bát vĩ năng lượng, điên cuồng rút lấy ra. Môn này bách luyện quy nhất pháp, là Thanh Liên đạo tổ chín cánh kim liên bên trên thần thông, Diệp Thần trước kia dựa vào pháp này, rút ra đạo thiên kiếm năng lượng, rèn đúc thành tiểu đạo thiên kiếm. Môn thuật pháp này, có cường đại rút ra cùng rèn đúc chi lực, liền thấy Diệp Thần thi triển ra bách luyện quy nhất pháp về sau, bát vĩ năng lượng cấp tốc bị rút lấy tới, trong sơn động lập tức âm phong hô hô, sát khí tuôn ra, cát bay đá chạy. Ly, nương theo lấy một trận bén nhọn hót vang, một đầu to lớn kim sắc thần tước, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu xuất hiện. Đầu này kim sắc thần tước, sinh ra bát vĩ, trong con ngươi tràn đầy hung hãn thần sắc tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra bén nhọn thanh âm, luân hồi chi chủ, ngươi thật to gan, ngươi dám thả bản tọa tới, thật là muốn chết a. Ngươi cho rằng, bát vĩ kim ô tước còn muốn nói gì ngoan thoại, muốn phản kháng, nhưng đột nhiên, nó thanh âm câm, giống như bị người cắt đứt hít hầu, trong con ngươi thần sắc, cũng triệt để biến thành hoảng sợ cùng chấn động. Bởi vì, nó từ trên thân Diệp Thần, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Kia là thập vĩ khí tức. Thập vĩ khí tức, có thể đại đại áp chế đồng dạng vĩ thú, thì tương đương với huyết mạch áp chế, cực kỳ khủng bố. Cỗ này thập vĩ khí tức, kỳ thật cũng không phải tới từ Diệp Thần, mà là đến từ Tinh Diên. Không, thập vĩ lão tổ tại sao lại ở chỗ này? Bát vĩ kim ô tước phát ra hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu ré, bay nhảy cánh, ngơ ngác nhìn Tinh Diên. Kỳ thật nếu như nó bạo tẩu tứ ngược, Diệp Thần cùng Tinh Diên cộng lại, đều chưa hẳn có thể trấn áp đạt được nó. Nhưng, tại vĩ thú huyết mạch áp chế xuống, nó hoàn toàn bị Tinh Diên khí tức trấn nhiếp rồi,
nơi nào còn dám phản kháng. Có hiệu quả. Diệp Thần nhìn thấy Bát Vĩ Kim Ô Tước như vậy sợ hãi tư thái, nội tâm lập tức vui mừng. Hắn dám mạo hiểm thả ra Bát Vĩ, cũng là bởi vì có Tinh Diên ở bên cạnh, mượn Tinh Diên thập vĩ khí tức, hắn liền có khả năng ngăn chặn Bát Vĩ, không cho nó phản kháng. A, à, đầu này vĩ thú là cho ta ăn sao? Tinh Diên nhìn xem Bát Vĩ kia thân ảnh khổng lồ, cảm thụ được Bát Vĩ mãnh liệt khí tức, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được mỹ vị đồ ăn, đều nhanh chảy nước miếng. Không phải đưa cho ngươi. Diệp Thần nở nụ cười, bàn tay bấm quyết một dẫn, trực tiếp liền đem Bát Vĩ Kim Ô Tước, hướng huyết long trong miệng đưa đi. Bát Vĩ toàn thân cứng ngắc, đầy giấy sợ sợ, ngây ra như phóng, tại Tinh Diên thập vĩ khí tức uy hiếp dưới, nó hoàn toàn không có nửa điểm ý niệm phản kháng. Lộc cộc, huyết long cắn Bát Vĩ, tựa như mãnh thú ăn hết một con gà con như thế, đem Bát Vĩ trực tiếp nuốt xuống. Ha ha ha, tốt, chủ nhân, đa tạ. Cái này Bát Vĩ cho ta thôn phệ, đủ để cho ta, đạo, lại càng tiếp cận siêu phẩm thiên đế. Huyết long đại hỉ, ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, tại thôn phệ Bát Vĩ về sau, nó toàn thân mỗi một khối vảy rồng, đều toát ra huy hoàng đường lớn thần mang. Tu vi của nó, đã sớm tới cửu phẩm thiên đế cực hạn, nếu như không chứng đạo siêu trời, coi như hấp thu lại nhiều tài nguyên, thực lực cũng không có thể đột phá. Nhưng đạo không có tận cùng, nó đại đạo pháp tắc, ông trời của nó đế đạo tâm, lại là có thể không ngừng tiến mạnh, không ngừng tiếp cận siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Thôn vệ Bát Vĩ về sau, huyết long chỉ kém nửa đuôi, sáu đuôi, cửu vĩ, nó đường lớn liền có thể công đức viên mãn, liền có thể chứng đạo siêu trời. Ngươi muốn để con rồng này, biến thành thập vĩ sao? Tinh Diên cảm thụ được huyết long khí thế bàng bạc, lập tức một trận chấn động, nhịn không được lui về sau một bước. Diệp Thần nói, không phải, thập vĩ chỉ là huyết long chứng đạo mạnh lên công cụ, nó tương lai thực lực, tất nhiên có thể siêu việt thập vĩ. Tinh Diên hít sâu một hơi, nói, hay kia là muốn cửu vĩ quy nhất, dựa vào quy nhất sau thập vĩ chứng đạo rồi. Không được, không được, thế gian chỉ có thể có một đầu thập vĩ, kia chính là ta. Ngươi không thể cùng ta đoạt a. Diệp Thần cười nói, ta nói, thập vĩ nhân quả quá lớn, ngươi đem cầm không được, tốt nhất vẫn là đem ngươi lực lượng trong cơ thể đổi chỗ cho ta, ta thay ngươi tiếp nhận. Ngươi yên tâm, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi coi như đã mất đi hết thảy, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Tinh Diên dậm chân, nói, không nên không nên, ta Tinh Diên người thế nào, ta có đạo của ta không thể như cái nô tỳ phụ thuộc ngươi sinh tồn. Diệp Thần nhìn xem nàng quật cường bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, tốt tốt tốt, không nói cái này, bên ngoài địch người tới, vẫn là trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt lại nói. Huyết long thôn vệ Bát Vĩ về sau, đường lớn khí thức bạo tạc, quả thực là muốn xông ra thiên địa, Diệp Thần trước đây bày ra không gian bình chướng che lấp, đã toàn bộ bị xông phá, hắn cùng Tinh Diên ẩn thân sơn động triệt để bạo lộ ra. Nơi này có sơn động. Luân hồi chi chủ cùng Tinh Diên cái này tội nữ, quả nhiên ở chỗ này. Còn có, con rồng này, trời ạ. Sáng đạo cung cùng thiên hằng giáo phái đám võ giả, tại sơn động bại lộ về sau, thấy được Diệp Thần, Tinh Diên, huyết long ba người thân ảnh, đều là kinh hãi đến tột đỉnh, không ít người ngược lại rút khí lạnh, toàn thân phát run, nhao nhao lui về sau đi. Huyết long, thanh tràng đi. Diệp Thần nhàn nhạt hạ lệnh. Đúng, chủ nhân. Huyết long giữ tợn cười một tiếng, lập tức liền từ trong sơn động bay giết mà ra, thân thể nhoáng một cái, hóa thành trăm trượng to lớn. Toàn thân vảy rồng thần quang sáng chói, long chảo giết ra, thần long bãi vĩ, một trận loạn giết cùng nghiền ép, chỉ là hô hấp ở giữa, liền có hơn phân nửa sáng đạo cung cùng thiên hằng giáo phái võ giả, thân thể vỡ tan, máu tươi phun tung tóe, chết oan chết uổng. Còn lại đám võ giả, sợ hãi tới cực điểm, gào khóc chạy tứ phía. Nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Ngay tại huyết long chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt thời điểm, một đạo sấm sét hét to âm thanh tạc lên. Trên bầu trời thần quang mãnh liệt, thiên đế khí bành trướng. Thiên hằng đại thủ ấn. Một bàn tay lớn che trời, mang theo vô song uy áp, còn có toàn bộ sáng đạo cung thế giới thiên thời địa mạch cùng tín ngưỡng chi lực, từ phía chân trời bạo sát mà xuống. Vạn tương thiên sách, cho ta ngăn trở. Huyết long không chút hoang mang, toàn thân mỗi một khối lân phiến, lóe ra phù văn cổ xưa, ẩn chứa vạn tượng biến hóa, rất nhiều phù văn trong nháy mắt ngưng kết thành một quyển sách. Oanh một tiếng, chặn kia từ trên trời giáng xuống che trời đại thủ. Bên trên bầu trời, mấy chục đạo cường đại thân ảnh, hàng lâm xuống. Cầm đầu hai người,
chính là Thiên Hằng giáo phái giáo chủ Thiên Hằng chân nhân, còn có một cái khôi ngô thanh niên tráng hán, chính là Huyền Vũ đế quân. Tại phía sau hai người, thì là Sáng Đạo Cung hơn 10 vị trưởng lão hộ pháp, trong mắt tất cả mọi người đều mang kiêng kỵ chi ý, nhìn xem Diệp Thần, Tinh Diên hai người, còn có Huyết Long. Chủ nhân, lúc này Diệp Thần cùng Tinh Diên, đã từ trong sơn động đi ra, Huyết Long liền lui trở về Diệp Thần bên người, Long khu một chút co vào, sau đó quấn quanh đến Diệp Thần trên thân thể. Diệp Thần có Huyết Long trợ lực, cảm thấy đại định. Vừa mới Huyết Long thôn vệ bát vĩ, thực lực tiến một bước cường đại, Diệp Thần có nó trợ lực, giờ phút này đối mặt Thiên Hằng chân nhân cùng Huyền Vũ đế quân, chính là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nghĩ không ra a, luân hồi chi chủ, các người đôi cẩu nam nữ này, thế mà bình yên vô sự. Thiên Hằng chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Tinh Diên, tại mấy ngày trước, Diệp Thần cùng Tinh Diên có thể là bị trọng thương, hiện tại hai người lại khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được. Nghe đồn luân hồi có đại khí vận, hắc hắc, ta xem như khai nhãn giới. Thiên Hằng chân nhân âm trầm cười một tiếng, cả người vô cùng cảnh giác lên, không dám có chút chủ quan. Tinh Diên tiến lên trước một bước, nói ra, Thiên Hằng chân nhân, luân hồi chi chủ ở đây, ngươi còn không mau quỳ xuống. Ngươi dám đối thiên tổ người đại diện vô lễ. Thiên Hằng chân nhân nói, một cái tiếm chủ, thiên tổ đều không nhận, cũng xứng gọi ta quỳ xuống. Huyền Vũ huynh đệ, tiểu tử này khó đối phó, chúng ta phải liên thủ mới được. Thiên Hằng chân nhân lườm Huyền Vũ đế quân một chút, hắn biết, nghĩ dựa vào lực lượng của mình, trấn áp Diệp Thần, nhất định là vô cùng gian nan, nhất định phải cùng Huyền Vũ đế quân liên thủ, mới có thủ thắng khả năng. Dù sao hiện tại Diệp Thần, trên thân quấn quanh lấy một đầu huyết long, khí thế quá bá đạo kinh dị. Huyền Vũ đế quân nói, đang nên như vậy. Chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, bao phủ trên người Thiên Hằng chân nhân, răng rắc trên người Thiên Hằng chân nhân, lập tức liền hiện lên một bộ Huyền Vũ chiến giáp, phía trên tuyên khắc lấy cổ xưa Huyền Vũ đồ đằng, lại có Thiên Hằng chân nhân bản thân thiên đế khí vần quanh, chiến giáp chỉnh thể thê lương mà nặng nề, lại mang theo thiên đế huy hoàng bá khí. Vừa mặc vào Huyền Vũ chiến giáp, Thiên Hằng chân nhân khí thế liền trở nên cường đại hơn nhiều, cùng Diệp Thần Huyết Long cả hai so sánh, cũng là không kém cỏi chút nào. Huyền Vũ mảnh vỡ, đây chính là ta đồ vật a. Diệp Thần liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một vòng hung quang. Tại tứ tượng bên trong mảnh vỡ, Huyền Vũ mảnh vỡ lực phòng ngự là cường hãn nhất, Thiên Hằng chân nhân vừa mặc vào Huyền Vũ chiến giáp, liền rất có vạn pháp bất xâm, chư tà không vào khí thế, hắn giơ lên trường kiếm trong tay, kia dài ba thước kiếm tại thời khắc này răng rắc rung động, Huyền Vũ thần quang bao trùm trên đó, hóa thành hắc thủy, cả thanh kiếm thành một thanh đen như mực trọng kiếm. Mà Thiên Hằng chân nhân bộ dáng, cũng từ một người cao nhân đắc đạo, biến thành một tôn chiến tướng võ thần đồng dạng, thân cao cất cao một nửa, cơ bắp nổ tung, thể trạng biến đến vô cùng khôi ngô, hùng tráng như gấu. Đây là Huyền Vũ mảnh vỡ, mang cho hắn cự biến hóa lớn. Muốn Huyền Vũ mảnh vỡ, vậy ngươi đem ta giết, liền có thể cướp được. Thiên Hằng chân nhân nhe răng cười một chút, dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Thần. Diệp Thần bất phi sở động, cười nói, thứ thuộc về ta, sớm muộn đều sẽ là của ta. Hắn quay đầu nói với Tinh Diên, tạp ngư liền giao cho ngươi, lão già này ta tới đối phó. Tinh Diên gật đầu nói, tốt. Thiên Hằng chân nhân cười ha ha, cùng không nói nhảm quá nhiều, phất phất tay, phía sau hắn vô số cường giả, có chút kinh hoàng kiêng kỵ bộ dáng, thật không dám xuất chiến, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh, đành phải lớn tiếng hò hét cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, một đám người một bầy ong sông giết ra ngoài. Ung ục ục, Tinh Diên trên thân thể. Như nước nóng sôi trào đồng dạng, toát ra từng sợi âm sát tà khí, ánh mắt của nàng trở nên như dã thú hung tàn, phía sau cái mông xoát một tiếng, liền tuôn ra hai cái đuôi, móng tay cũng bắn ra ngoài, trở nên như dã thú lợi trảo cùng đao nhọn sắc bén. Nhìn xem kia bạo sông mà đến biển người, Tinh Diên một tiếng gầm nhẹ, thân thể tựa như một đầu báo cái thoăn thoắt, cũng cuồng sông mà ra, lấy sức một mình, độc chiến Sáng Đạo Cung cùng Thiên Hằng giáo phái quần hùng. Tại bạo hai đuôi trạng thái, Tinh Diên còn có thể duy trì thanh tỉnh, cũng sẽ không mê thất, nàng hành động như gió, tại biển người bên trong xuyên thẳng qua cướp giết, móng vuốt mỗi lần huy động, đều sẽ mang theo máu tươi cùng kêu thảm. Bất quá, địch quân người đông thế mạnh, từng thanh đao kiếm chém vào ở trên người nàng rất nhanh cũng bị thương, may mắn tính mạng của nàng hình thái, đã không phải là thường nhân, mà là tương đương với vĩ thú thể chất, đồng dạng tổn thương hoàn toàn có thể không nhìn. Hỗn chiến cục diện,
lại là song phương thế lực ngang nhau, nhưng nói tóm lại, vẫn là Tinh Diên hung mãnh, dù sao nàng là lấy bản thân chi thân, đối kháng quần hùng. Mà tại hỗn trong chiến đấu, Diệp Thần cùng Thiên Hằng chân nhân, đều không có xuất thủ, hai người trầm mặc rằng co, ánh mắt đều nhìn chăm chú đối phương, tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ. Hỗn chiến bên trong ngẫu nhiên có người tới gần hai người, lập tức bị hai người cường đại khí chàng chấn động đến thổ huyết, rất nhanh liền không người nào dám lại tới gần hai người, trước người hai người xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Tiểu tử, ta là Thiên Đế, ngươi là Trung Vị Thần, ta để ngươi một cái tiên cơ. Thiên Hằng chân nhân gặp Diệp Thần chậm chạp không có xuất thủ, liền lạnh cười nói. Diệp Thần nhún nhún vai, biết Thiên Hằng chân nhân là nghĩ thăm dò chính mình, hắn cũng không quan tâm, nói, tốt ha. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên bộc phát vô tận kim sắc Phật quang, cả người cất cao đến ngàn trượng, nguy nga bành trướng, trực tiếp liền hiển hóa ra luân hồi Phật vĩ đại thân ảnh. Ngươi! Thiên Hằng chân nhân đồng tử lập tức co vào, ha ha cười cười nói, vừa thấy mặt liền ra tuyệt chiêu, lại là làm gì? Diệp Thần cười nói, chiêu số của ta, đều là tuyệt chiêu. Chỉ nghe ông một tiếng, Diệp Thần trên đỉnh đầu Phật quang dâng lên, Thiên Đế Kim Luân xông ra, cả người khí tức bão táp, liền một trưởng cuồng chụp mà ra, hung mãnh hướng về Thiên Hằng chân nhân đánh tới. Đại Thiên Thần diệt trưởng, cuồng bạo hủy diệt phong bạo, từ Diệp Thần trong lòng bàn tay bộc phát, hắn biết Thiên Hằng chân nhân mang vào huyền vũ chiến giáp về sau, thân thể lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, đồng dạng thủ đoạn căn bản không phá được hắn phòng, nhất định phải ra sát chiêu. Diệp Thần chiêu này Đại Thiên Thần diệt trưởng, đang ẩn chứa Siva vô thượng hủy diệt áo nghĩa, cho dù Thiên Hằng chân nhân mặc huyền vũ chiến giáp, đều khó có khả năng đều phòng ngự xuống tới. Nhìn thấy Diệp Thần bạo sát xuống tới một trưởng, Thiên Hằng chân nhân trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, không dám có chút chủ quan. Bởi vì Diệp Thần một trưởng kia bên trong, loại trừ luân hồi Phật uy nghiêm, Siva thần đại hủy diệt bên ngoài, còn có huyết long lực lượng bản thân, phi thường bá đạo, đồng dạng Thiên Đế chịu một chút liền muốn hôi phi yên diệt. Nếu như không có huyền vũ chiến giáp bảo hộ, Thiên Hằng chân nhân có thể khẳng định, chính mình đánh không lại Diệp Thần một trường, vừa mở đánh liền bị Diệp Thần một bàn tay đả thương nặng. Hiện tại Diệp Thần, liền cường lớn đến trình độ này. Thiên Đế huyền vũ tướng, mở. Thiên Hằng chân nhân quát to một tiếng, lập tức không dám có chút chủ quan, tự thân Thiên Đế pháp tắc cùng huyền vũ mảnh vỡ lực lượng, dung hợp bộc phát ra thiên địa pháp tướng, hắn thân thể răng rắc cũng một chút cất cao, biến thành ngàn trượng, cùng Diệp Thần trở cao, tay trái ra một trưởng hướng Diệp Thần vỗ tới. Chỉ gặp hắn trên bàn tay, huyền vũ hắc thủy năng lượng như hỗn độn bành trướng, thương lãng gào thét, gắng gượng cùng Diệp Thần đại thiên thần diệt trưởng đụng nhau, phịch một tiếng tiếng vang, song trưởng đối bính, cân sức ngang tài, hai người đều thối lui một bước. Cái này huyền vũ mảnh vỡ, cứu được ngươi nhất mệnh. Diệp Thần ngắm nhìn Thiên Hằng chân nhân, cười nói. Nếu như không có huyền vũ mảnh vỡ trợ lực, Thiên Hằng chân nhân vừa mới liền đã bị Diệp Thần một bàn tay đả thương nặng. Huyền vũ mảnh vỡ lực phòng ngự cường đại đến đủ để ngăn chặn Diệp Thần luân hồi Phật uy cùng Đại Thiên Thần diệt trường. Xoạt, xoạt. Thiên Hằng chân nhân trên thân, hắc thủy thần quang thiểm nhấp nháy, như biển cả rầm rầm rung động, trên người hắn huyền vũ chiến giáp, pháp tắc năng lượng lăn tuôn ra mà lên, chỉnh bộ chiến giáp hóa thành màu đen. Tứ tượng bên trong, thanh long thuộc mộc, bạch hổ thuộc kim, chu tước thuộc hỏa, huyền vũ thuộc thủy, thiên hạ vạn vật, nước lực phòng ngự cường đại nhất, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, băng sơn dễ dàng, biển cả khó gãy, chính là cái này ý tứ. Diệp Thần vừa mới đại thiên thần diệt trưởng, rất nhiều trưởng thế, đều bị Thiên Hằng chân nhân huyền vũ chiến giáp hóa giải mất, như đại hải bao dung vạn vật. Thiên Hằng chân nhân nhìn chăm chú Diệp Thần trên thân xoay quanh huyết long, cũng cười nói, nếu như không có con rồng này, ngươi cũng đã chết. Diệp Thần nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác có. Thiên Hằng chân nhân lạnh thấu xương nói, vậy thì nhìn xem Thiên Long huyền vũ, ai càng hơn một bậc. Hắn nắm chắc quả đấm, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, huyền vũ chiến giáp bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, đều hội tụ đến hắn trên nắm tay, hắn một quyền liền mãnh hướng Diệp Thần đầu đập tới. Bởi vì có huyền vũ mảnh vỡ trợ lực, Thiên Hằng chân nhân liền có lớn thủ hộ mang theo, cho nên hắn hoàn toàn không làm bất luận cái gì phòng ngự, xuất thủ không để lối thoát, tất cả lực lượng đều dùng để tiến công, khí thế cực kỳ bành trướng. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Hằng chân nhân trên thân không môn mở rộng, khắp nơi đều là sơ hở, nhưng hắn biết, coi như hắn nhìn ra cái sau sơ hở, cũng không có bất kỳ cái gì đánh lén đắc thủ khả năng.
Đối mặt bộ kia huyền vũ chiến giáp, hết thảy đánh lén kỹ xảo đều khó có khả năng hữu hiệu, chỉ có cứng đối cứng. Vi đà chân kinh, hỗn độn thần ma trận, hỗn độn lĩnh vực, mở. Diệp Thần một tiếng quát mắng, ba trang vi đà chân kinh toàn bộ tế ra, đồng thời bàn tay của hắn, ký kết ra một đạo đạo ấn quyết, vậy cũng là hỗn độn thần ma trận ấn quyết. Ấn quyết một ký kết tới, một cái trận pháp đặc biệt lĩnh vực, xoạt một tiếng, ngay tại Diệp Thần dưới chân trải rộng ra. Vi đà chân kinh bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng bị Diệp Thần điều động tới một chút, làm cho toàn bộ trận pháp lĩnh vực, hóa thành một mảnh đặc thù hỗn độn lĩnh vực. Tại mảnh hỗn độn này lĩnh vực bên trong, Diệp Thần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thiên Hằng chân nhân sắc mặt biến hóa, hắn dẫm vào Diệp Thần hỗn độn lĩnh vực, lập tức liền cảm thấy trên người mình khí vận, bị đại đại áp chế xuống, vừa mới vung ra một quyền, khí thế bên trên cũng lại yếu rất nhiều. Diệp Thần không chút hoang mang, huy trưởng một chút đón đỡ, liền đem Thiên Hằng chân nhân chấn lui ra. Ha ha, hảo thủ đoạn, không hổ là luân hồi chi chủ. Thiên Hằng chân nhân nhìn xem dưới chân trải rộng ra hỗn độn lĩnh vực, trong mắt lướt qua một vòng che lấp. Lúc đầu tại sáng đạo cung địa giới bên trên, hắn chiếm hết thiên thời địa mạch ưu thế, nhưng Diệp Thần mảnh hỗn độn này lĩnh vực vừa mở ra, lại là đem ưu thế của hắn san bằng. Đáng tiếc ngươi không có cách nào đem kia ba trang kinh thư hiến tế, không phải đừng nói là ta, đạo huyền tổ sư đều phải chết a. Thiên Hằng chân nhân vừa tối ám may mắn, Diệp Thần gọi ra ba trang vi đà chân kinh, đều là đồ vật ghê gớm, là Siva vật truyền thừa, coi như chỉ là hiến tế một tờ, chỗ bộc phát xuất lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm ép diệt một cái đỉnh cấp thiên đế. Ba trang toàn bộ hiến tế bộc phát, kia phổ thông siêu phẩm thiên đế đều phải chết, đương nhiên thì pháp hiến tế người cũng vô pháp đào thoát, tất nhiên sẽ tác động đến tử vong. Bất quá, muốn hiến tế vì đà chân kinh, không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật sự tình, cần muốn lấy được Siva tán thành, liền xem như Diệp Thần đều làm không được. Hắn hiện tại chỉ là dựa vào hỗn độn thần ma trận, điều động ra một tia vi đà chân kinh năng lượng, mở một cái hỗn độn lĩnh vực, đem thiên thời địa mạch phương diện chênh lệch san bằng. Giết ngươi còn không cần lãng phí vi đà chân kinh. Diệp Thần cười cười, rút ra tiểu đạo thiên kiếm, một đạo thuần trắng kiếm quang tạc lên, liền hướng Thiên Hằng chân nhân bổ tới. Hắc hắc, rất tốt, làm nóng người cũng nên kết thúc. Ngươi phía trước giết ta 7 cái đồ đệ, ta liền muốn ngươi để mạng lại lấp. Thiên Hằng chân nhân âm hiểm cười một chút, nhìn thấy Diệp Thần huy kiếm bổ tới, không chút nào hoảng, hắn cũng giơ lên trong tay trọng kiếm đón lấy. Chanh chanh chanh, hai người trong nháy mắt, song kiếm đối chặt mấy ngàn lần, kiếm quang đốm lửa nhỏ vẩy ra, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần có huyết long trợ lực, Thiên Hằng chân nhân có huyền vũ mảnh vỡ trợ lực, song phương bình phân sắc thu. Chủ nhân, không được a, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mang xuống gây bất lợi cho chúng ta. Huyết Long trầm giọng hướng về Diệp Thần nói, dù sao cũng là tại sáng đạo cung địa giới bên trên, trước mắt ở sau lưng đạo huyền tổ sư còn không có xuất thủ, nếu là cùng Thiên Hằng chân nhân chiến đấu, kéo dài quá lâu, linh khí hao hết, kia đằng sau đối mặt đạo huyền tổ sư, Diệp Thần không chiến mà bại. Còn có, Tinh Diên bên kia, tình huống cũng không quá lạc quan, nàng một cá nhân đối chiến sáng đạo cung quần hùng, nàng vĩ thú hình thái. Cũng không thể duy trì quá lâu, Diệp Thần nếu như không thể mau chóng thoát thân đi giúp nàng, nàng hoặc là bị quần hùng giết chết, hoặc là chính mình bạo tẩu bộc phát mất lý trí. Luân hồi chi chủ, thế nào, sợ sao? Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Thiên Hằng chân nhân cũng cảm giác được Diệp Thần khó xử, cười cười nói. Ha ha, ta chỉ là không nghĩ ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều khí lực thôi. Không nghĩ tới, đối phó ngươi một nhân vật nhỏ, vẫn là cần ta ra lực mạnh a. Diệp Thần cũng nở nụ cười, Thiên Hằng chân nhân nghe được hắn lời nói này, sắc mặt liền trở nên hơi khó coi. Tại Nam Minh bên trong, địa vị hắn gần với đạo huyền tổ sư, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Sóng giặc tiểu tử, có bài tẩy gì cứ việc thi triển đi ra. Tiên Thiên Nguyên từ Đại Thần Quang, phá. Thiên Hằng chân nhân tay trái đánh xuất đạo đạo ấn quyết, tay phải nặng trên thân kiếm, liền có một cỗ vũ trụ nguyên từ bạo loạn thần mang dâng lên. Hắn lại cuồng nhiên một kiếm hướng Diệp Thần chém vào mà đi. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 570.